Rồi mình chào các bạn nha, đã trở lại với kênh Không Giảm Thuận. Bữa đây thì mình cùng giao lưu với lại anh Cơ với lại anh Tài đánh giáp ranh với lại Lâm Đồng nha các bạn. Hiện tại là chạy tới cột mốc cách Lâm Đồng nữa với lại mình nữa là 38 cây. Thì vô đó mình sẽ quay cho nếu vô đó mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây là lồng bẫy rắn nè. Đem ít chuột chứ vậy. Hả? 15 16 con hả? Anh Cơ cầm có mấy con các bạn. Bên đây mình cầm mớ đồ nữa. Giờ bắt đầu mình đi nha. Từ đây lên đó xa nữa, leo núi không à. Đây trên đường mình đi nè các bạn. Tới điểm mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Tới điểm rồi các bạn. Tại có một vườn bưởi với lại vườn mít. Anh Cơ anh đang thăm cái bẫy dưới đây các bạn. Có gì không? Nó thấy có chuột nó kêu á. Không gì hết. Con chuột còn luôn. Chuột còn nha các bạn. Đây một vườn bưởi luôn. Đây vườn bưởi các bạn. Kiếm trái chưa ăn hả? Xin mua nhà vườn hả? Đây nha các bạn, mình đang vô cái vườn bưởi nha. Bưởi nè. Tới chưa? Bưởi nè các bạn. Mít nè. Tại kiếm trái bưởi ăn hả? À? Xin ông chủ vườn trái hả? À? Hả? Có anh Cơ. Đây quýnh ở phía ngoài này các bạn. Nên ngồi để chờ. Chín con gì anh Cơ? Cặp nông. Cặp nông hả? Ừ. Cặp nông hay cặp đi. Xíu à. Cơ anh thăm được con rắn. Cái gì đây? Rê không? Mở ra coi. Trời ơi. Bắt ra. Ôi, đây là một em hổ sơn. Con này cỡ tầm 3-4 lạng các bạn. Ô, cái miệng hôm mà như vậy thôi chứ rắn nó ra hết. Yếu không? Đâu, yếu quá. Mình thò tay vô, ấy nó ra kìa. Để coi. Giờ người bắt rắn coi gì. Bắt đi. Nó ra rồi đó. Coi. Nó cắn không có sao. Nó cắn không có sao đâu. Cắn có 3 bước chết nè. Chút lên rổ nó ra luôn. Nó ra rồi đó. Anh gặp con hổ sơn anh bắt kiểu này mà mấy con rắn khác anh sao anh bắt rồi hả anh Cơ? Trời đất ơi, bắt kiểu này thôi chứ. Ê, để cái đầu cho cột lại. Mới vào nghề cột đi. Trời đất cái gì mà sợ rung dữ vậy. Cắn này nè, con này nó cắn quá sao đâu, 3 bước thôi. Rồi bỏ nó đi. Cái đầu tiên nha các bạn. Cái thứ hai. Cái đầu tiên không có nha các bạn. Cái thứ hai nha. Lưới yếu quá. Lưới yếu.
Lưới này nhỏ. Lưới này quýnh rắn lớn nó xuống nó đè hôm xong nó quay đầu lại nó ra. Lưới này làm nó nhỏ. Có hàng không? Ui, một em hổ hành các bạn. Ôi trời. Bắt hành có. Chết là sống. Hả? Chết là sống. Chết này sống. Đồ dạng nãy. Nhưng mà nãy nó không dám bắt. Này được mấy lạng anh cơ? 4 lạng. 4 lạng hả? Ừ. Ngon hay. Ây. Hàng 2. 4 lạng thì hàng 2. Bắt chuột bỏ vô tranh thủ đi. Con đi thăm bên kia nữa. Giờ bắt đầu bỏ chuột vô đi thăm cái mới nha các bạn. Thăm cái tiếp nha các bạn. Đầu tay một cái, đầu bắt một cái, đi thăm muốn chết thôi. Có hàng không? Này chắc dính hổ hành quá. Không có. Hả? Hết chùa. À, thăm cái tiếp theo nha mọi người. Ây da, ây da. Có hàng không? Mới hai con xả. Vô kèo. Vô kèo nha các bạn. Lôi nó ra. Trời ơi còn ngóng nữa. Hổ mèo nó phun bây giờ. Ừ. Gì vậy? Con hổ ngựa là con hành mẹ nó. Hả? Nó to. Cái gì vậy? Mắc hồ hết. Gì mà cầm lâu. Rồi đi ra ngoài. Vô kèo các bạn. À này xiên đôi luôn nha các bạn. Mà. Ý con gì ấy? Nhện mà làm cái gì giúp mình chứ vậy? Wow. Một em hai em xỉu nhi. Hai em xỉu nhi nha các bạn. Này gọi là em rắn bắt nó ra cho kéo trời ơi má ơi đừng có giật tách cái đầu nó ra à, còn ngắn nữa gỡ vô cổ ra đi nó cắn từ bên đây nó cắn qua anh kia luôn các bạn ơi điên thiệt chứ. Trời ơi chảy máu rồi. Rác thôi các bạn ơi, chảy máu rồi các bạn. Bỏ bao mày. Này dữ quá. Chó. Cắn tiếp rồi nè. Này gọi là hổ chó rồi các bạn. Nó cắn như chó điên á. Còn đây em hổ hành. Được ba em. Hai em hành với lại một em rắn hổ chó. Có hàng không anh cơ? Hả? Trời ơi, vậy mà cứ kêu là... cái lòng bự nặng quá. Vậy mà kêu cái lòng nặng tưởng đâu vẫn bự. Trời đất ơi, chơi mà lừa anh em ta ha. Bấy vô nè. Chơi mà cứ lừa nhau không bấy. Cái lòng thiệt to á. Một em hổ hành nữa nha các bạn. Sủ nhi không? Sáng giờ sủ nhi không? Chuột bỏ vô đi bài luôn giờ bắt đầu mình chạy qua cái cầu tình yêu nha các bạn
chạy mà không cẩn thận là rớt cầu nha các bạn. Đây là cái bờ sông lớn quá các bạn. Cầu này cầu tình yêu. Đây là vườn mít của người ta nè. Muốn chạy đâu không? Hả? Chạy đâu vô đó. Này mình đang chạy vô thăm phía trong vườn xoài này chắc sẽ có hàng nóng các bạn. Anh này thì anh mới bắt đầu tập đánh này nha các bạn, tập đánh mà lần này cũng là lần thứ hai luôn, thứ hai thứ ba gì đó, đang đi là đi thăm bẫy cũng chưa am hiểu về những con rắn các bạn. Nói chung là đánh gì đam mê gì đó, đánh cho vui. Ừ. Nó vui giải trí rồi các bạn. Thì bữa đây đi thì ảnh bắt cái con rắn ba bước thì ảnh rất là sợ. Con gì trời? Con gì là con gì? Con chuột hay là con gì? Hổ ngựa. Hả? Sao hổ ngựa lại chữ? Nó cắn như chó phải chữ thôi. Hổ ngựa nó cắn như chó rồi các bạn. Được một em... nào đâu đâu đây ui con này bự các bạn ơi. Đi ra đây ai da ai da ai da ai da ai da con ngựa gì nữa. Lưới phải lưới này nè. Ha, im, im tự bắt. Ấy ấy. Mất. À sao? Đây là em rắn hổ ngựa nha các bạn. Có nào nó bẹt vô mà không ta? Thả ra luôn. Để cho nó chắc. Để cho nó chắc hả? Sợ bẹt trúng răng. Đợt cười tươi quá ha. Dính rắn cười tươi quá ha. Thôi được thêm một con nữa nha các bạn. Bây giờ bắt đầu bỏ chuột vô đánh tiếp các bạn. Nhiều quấn bên đó hả? Hàng nóng khủng đi giữa bảy lên nhất thân mẫu luôn đúng không hả? Không thấy gì hết. Có không? Trời ơi hú mèo không cọp gì nói con hú mèo xong à bắt ra. Hử? Con gì vậy? Báo điên các bạn ơi. Báo cáo với các bạn là một em cọp nha, cọp hành tinh nha. Cho hai thanh niên nào cũng sợ người ta. Hài thì cứ chứ. Đi bắt rắn mà gặp mấy con này mà hài thì cứ chứ. Tự nhiên giờ kêu mình vô lụm các bạn. Đi bắt cái mấy con này mà kêu mình lụm không à. Thù luôn. Giờ sao giờ? Nó thì hên xui chứ. Biết đường nào đâu mà. Con này là cọp nha các bạn. Cọp vàng nha. Này không phải cọp đen mà cọp vàng. Đây là một em cọp các bạn. Giờ chuẩn bị làm thủ tục để mình bắt rau bao nha. Vì giờ mình để cho anh
anh Cơ anh bắt với mình, các bạn đã biết mình bắt như thế nào rồi nha. Thôi mình sẽ nhường lại cho anh Cơ bắt vậy nha. Rồi anh Cơ vào việc lẹ. Rồi anh Cơ đã bắt đầu vào việc các bạn, làm tay lẹ lẹ gọn gọn lên cái ơi. Anh Cơ anh đang vào việc nha. Cái cây bự bự xíu, nhỏ quá, đè hơn mà không nổi. Qua bao các bạn. Cọp nha các bạn, báo cáo với các bạn là cọp vàng nha. Anh mới là làm tìm bắt đá anh em thông cảm nha. Lưa. Ông đã sợ còn ngủ ông nữa. Anh bắt mà anh tay anh rung rung các bạn à. Rồi. Rồi, bao bao. Anh đưa thu phục được các bạn. Chạy kiến à. Thanh niên bắt rắn, quậy quá. Mình bắt nãy giờ là 1 phút 30 giây, mình bắt con cá mèo ra tầm chở tầm 1 phút đến 30 giây là xong con rắn các bạn. Ê, chuột cái chạy ra, chuột cái chạy ra, bắt, lẹ lên. Chín hàng các bạn ơi. Do chỗ này đi xa quá, đi mệt quá các bạn. Nên là không có mà không có chạy xe lên ấy được. Tại cái bàn ấy này nó cũng khá xa. Đây là một em tên lửa. Nó thơm chứ ta. Thơm mùi gì đó. Đây là một em chuồng điền nha các bạn. Ồ, thấy không? Uống hả? Uống nào cũng nằm luôn các bạn. Chưa vậy đâu. Chưa vậy đâu, từ từ. Đi chích ngừa đã rồi mới biết. Quá mày. Quá. Tập quá phụ ấy. Quá. Chọt đít nó qua. Quá. Đó như một cái máy. Chặn lại nó phập lên đi vô. Đó. Ui. Dính rồi nha các bạn. Nó vô bao rồi nha. Ủa, nó sóc mừng mơn nó tát hả? Một nụ. Một cục. 5 sỉ. 2 tờ 500. 2 tờ 500 bánh cừ này nha. Ủa, bỏ bao rồi bắt đầu mình đi thăm tiếp nha các bạn. Đây là mình đang vô cái vườn mít nha các bạn. Mít này ta rụng hết hả? Rụng ta bỏ à. Này ta rớt người ta bỏ các bạn. Mít quá trời mít luôn. Gần tới cái bẫy rồi các bạn. Thế này đẹp không? Đã ha. Thế này là dính đi thâu chứ, hàng cũng khủng không á. Mít quá trời trái các bạn ạ. Chỗ này nó thơm ghê ta. Mít chín như sao á. Hả? Này thì chỗ nào đặt cũng ngon. Hay không? Có nha các bạn. Cái này không có nha. Đây. Giờ này là chưa nắng các bạn. Các bạn tuổi thơ còn nhớ lại cái cây này không? Các bạn nào tuổi thơ thời 9X. 9X và 8X các bạn là sẽ biết cái cây này các bạn. Cây này thì khoảng tầm
mấy ngày nữa nó bắt đầu nó chín rồi. Thì giờ này nó cũng trưa các bạn. Đi thăm cái này nữa rồi anh em mình ăn cơm xong rồi lại tiếp tục đi thăm tiếp. Cái này có không anh Tài? Còn chùa không? Cái này bữa trước là dính con hổ hành nha các bạn, hổ hành khủng. Rồi, cái này thì nó không có luôn các bạn. Đi thăm cái nãy cái đó cũng không có luôn các bạn. Thì sau clip ngày hôm nay thì anh em mình xin tạm dừng tại đây nha. Rồi, hẹn các bạn những clip tiếp theo. Mọi người thấy hay nhớ subscribe, chia sẻ cho anh em mình nha, để anh em mình có động lực làm video tiếp theo nha. Chào mọi người nha.